cái gì cá gì hết rồi. Được rồi. Qua đây đây. Đi, vào trong kia. Còn to đấy. Cái chứ. Nhỏ lắm, không có. Rửa sạch đi. Dạ, không có mà. Chứ chứ rửa sạch đi. Mua vừa. À, có một con đây nữa. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, cô bác quay trở lại với kênh của Vương. Và các bạn chào chú và các bạn nhớ khỏe. Bây giờ ông bà các bạn chú và các bạn nhớ khỏe. Đây cái hố này. Cái lỗ này cẩn thận nhá, con dao cẩn thận nhá. Hiếu đi ra chỗ khác đi. Đi lên đi. Nào vào đây anh kéo lên. Đây cầm tay đi. Nhưng mà bây giờ là có lẽ là mình phải nghiên cứu mình đắp được nước trước. Dạ. Anh kia đắp hết rồi. Đắp hết rồi gì? Phải tát nước đi. Đúng rồi, tát nước đi. Nhưng mà không tát sẽ được. Phải có máy. Phải có máy hút nước cơ. Lấy cái ấy tát được mà. Không có. Không có. Không có ai bố ạ. Phải nói là nhiều lúc là nhìn thấy các cháu đi bắt cá rồi là bắt rắn bắt chim là Vương cũng quá là nể luôn đấy các bác. Nói đi bắt chim bắt cá là thích lắm nhờ chứ nhờ. Ngồi phát hết ra cho nước nó cạn sạch. Ở trên kia còn một vũng nữa thì sao ấy? Ở cái khu nào nhỉ? Ở cái cây trên kia có một cái vũng á. Có cá trên nhiều lắm. Đúng rồi. Có to vũng nó to. Cho nước nó chảy hết. Sao lại có người rừng nhỉ? Có mà. Phương nhìn thấy người rừng bao giờ chưa? Con nhìn thấy rồi. Thấy trời quá. Không phải đâu, thế ở ngoài đây thật đấy. Đi đâu mất tiêu rồi. Nước có chảy nhiều không Sang? Nếu mà chảy nhiều lấy cái máng bắc đi. Lấy cái máng bắc qua. Phát phát ở trên đấy đi một tí bắc qua. Con to nha, nó bơi ra đây luôn. Con cá. Ừ, đây. Con cá. Ấy cả. Ấy.
Chưa có cá đâu nhỉ? Cá kia. Cá kia là cá kia. Cá kia là cá kia. Ui, cá. Đâu? Đây là thua rồi. Không phải đâu nhé. Không. Đâu? Không phải em mà. Không phải đâu, không phải đâu. Không phải cá. Ui, gì đây? Con dao nhé, con dao. Đâu. Con đá con nó có trúng đá trong nhà. Hả? Đá con nó trúng một con cá rồi. Vật đâu? Kìa. Mang mang hẳn về đây nó. Con này khủng thế. Dơ hẳn lên như là mùa. Mùa. Ôi ôi. Tuột. Anh bắt cá to đi. Bắt cá to. Dơ lên cho là dơ lên cho chú dơ lên. Đây. Nhìn nó có tự đây rồi. Đúng rồi, lấy bịt, chữ bịt ở đấy mà. Hiếu lấy cái thổi ra.
lấy cái thỏi này cho anh. Làm gì nữa? Anh giờ múc trong này. Con dao nhá, phải để ý con dao nhá. Cái que đâu chưa? Đúng rồi. Là nước nó đậu đậu chưa đó. Nhìn nhìn à. Để tay sờ vào đi. Để sờ. Là nước nó đậu đậu à. Không cần phải cái đó đâu mà. Thôi, cái thằng này. Ra cái húng kia. Dạ. Ra cái húng to. À lại vào trong này. Đưa tay vào đi. Sờ đi. Có thấy ai nhỉ? Đúng như là nó bơi ra đây chứ. Đây rồi, đây, đấy rồi. Được rồi. Qua đây đây. Đi, vào trong kia. Còn to đi. Này chứ. Nhỏ lắm, không có. Rửa sạch đi. Dạ, không có mà. Chứ rửa sạch đi. Mua vừa à, có một con vừa nó to. Sướng ngậy như nó chạy về rồi. Vẫn còn à? Còn nhiều lắm chú ạ. À thế chúng ổ nó rồi, chúng ổ rồi. Chứ không rồi đấy. Bắt nó đi nhá. Ui. 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 Ui.
vào ổ rồi. Vào đúng ổ nó rồi, cẩn thận nhá. Cá chê thì cẩn thận nhá. Đâu đấy, đấy là cá chê sao? Cá chê. Ôi, nó phi ra âm này. Ui, ra nhiều đấy. Nhiều lắm. Đây này. Đúng ổ rồi. Đúng ổ rồi. Ui, ổ này ổ cá chê rồi. Ổ cá chê cá chê luôn. Đây này. Ui, nó to rồi. Bơ vào trong đó, bơ vào trong kia được rồi. Thế nhá. Nổi ra lên. Cá gì ấy, cá sùng. Ừ. Ồ, trên kia nhiều cá đâu nhỉ nhỉ? Cá đâu? Ở đây. Kêu không ấy, liệu có cá không? Có thì sao? Cá từ đâu rồi không được như thế. Lấy que ấy xem. Dạ. Lấy que chọc đi. Cái đầu thân này. Ui, bé người. Tôi tí về tắm. Ôi ôi. Ôi, được nửa xô rồi. Phải nói là chú cũng khâm phục đấy. Ba anh em. Nhiều thế. Ui, cá chê, cá gì ấy? Cá sô à? Ủa, nửa sô rồi. Trúng ổ rồi, trúng ổ rồi. Cá chê, cá chê. Chê à? Ui. Thế con mẹ của nó chắc chê ở trong này. Chắc ở trong nó đó. Cháu nhìn sờ thấy một con to mà. À đây à? Có đốt không? Hả? À? Sao lại không đau? Cái con này đốt còn đau hơn cả con ong. Cá chê này. Chứ thì chịu trách nhiệm về nước không cho đọng lại ở húng. Sen thì móc bên này, mùa thì chặn đầu bên kia. Phương đi ra ô. Đi ra. Anh chú anh đang tát nước lại vào đấy hứng nước. Anh là vào bên cái chú ở đây á. Thế bịt kiểu gì? Bình chính thôi. Nhà sau mùa nhỉ? Sao chúng con cá nhưng mà con cá lại lên. Okay. Chắc một chỗ này thôi được nửa xô. Chú ơi về đây chú bảo. Chú ơi. Chú về đây chú bảo. Lấy cái máng kia kìa. Lấy cái máng này này, mắc cho nó qua đây thì không phải tắt nữa. Mắc từ kia ra đây. Cái máng để người ta dẫn nước ấy. Đây này, mang vào đây chú chỉ cho. Biết chưa? Xong là đắp ở trên kia cho nó cao cao một tẹo. Xong là cho nó thẳng đây thì đỡ phải tát nước. Đấy, đặt vào đấy. Bây giờ phải đi bịt cái chỗ kia. Bịt cái chỗ kia cho nó kín lại. Cho nước nó không xuống thế này. Đấy, cho cái cây trước mặt đấy ra. Đấy. Cá à? Mùa đấy hay bắt được. Lươn được cá đấy. Cá này vàng vàng. À, cá sụp. Ui, nửa xô à.
nhiều. Hiếu với Phương đi ăn kia chơi đi. Cứ chơi xong rồi trêu nhau tí lại khóc nha. Bên này à? Liệu chúng không? Đào cá mà như kiểu đi đào rúi. Lão Trừ chị... bơi ra mũi. Có không? Có, bơi ra. Bơi ra rồi à? Đi. Bắt đi tí nó vào chỗ kia. Được không? Chạy đâu. Ô vào ổ thật rồi. Một ổ thế này bắt được đông. Đấy, Lão Trừ thấy không? Đấy, chú bảo ơi. Bịt kín đằng kia lại. Ôi không được rồi, cha nó Lão Trừ ạ. Không ổn rồi. Bây giờ này, lấy cái rác kia đắp lên một tí nữa, cho nó cao cao thêm một tí nữa. Thúng thì mình phải lấy cái đất này này. Lấy cái đất này đắp, cho nước nó đừng xuống. Được, nhưng mà phải lấy cái đá ở đây mà thôi. Nhanh lên chứ. Lấy cái cuốc cái đào đất lên kia, bịt kia một tí. Đấy, bịt cho nó cao lên. Cao lên khoảng 10 phân nữa thôi. Đấy, bịt cả cái chỗ mà cái đầu máng ấy. Đấy, bịt cái chỗ đấy lên. Trên đấy nó phải cao hơn dưới này một tí thì nước nó mới xuống rồi chứ. Hả? Hết rồi. Úi giời ơi. Lắm. Ngửa xô rồi. Thế mang cái vật với cả. Ây da, mang cái vật đi. Đây này. Ui, nhiều lắm luôn. Một hố thôi mà được. Đồ. Ui dùi. Cá chê. Này cá chê rồi. Ui dùi. Đây cá chê đây. Đây này. Đây đây đây. Cá này chất lượng. Đi. Nó bê lên đi, bê lên đi. Lại còn hai cái đứa kia nữa, cứ ở đấy trêu nhau nhá. Xong tí lại khóc nhá. Ai bảo nhớ cứ gạch con ra bên này. Con không ra bên này. Đấy cái bực vật kìa. Ơ, giết nó với nhỉ. Giết. Ui, một húng này thôi mà nửa xô các bác. Ở đây có húng không xà? Hay là lên trên cái húng trên kia? Đi. Mang cái vật lên nha. Cái vật đâu rồi? Anh ta đi mang cái vật nha. Cái này như có cá này phải chú ạ. Có không? Cá, con gì nó bơi đây. Chỗ đây chắc không có đâu. Cá gì ấy? Này, cá kia. Mang đi. Tiếp của em. Cá. Cái chỗ này trước nhiều nhất ở cái chỗ này luôn. Với lại cái chỗ có nhiều tôm. Đây. Đây. Cái gì? Cá. Đây á.
Cá này có vẻ dữ nhỉ? Ừ. Con bé bé nó còn biết cắn vào tay mình chứ. Đây, con kia nó chua. Đây, nếu con này vừa lấy con kia bắt đầu nó. Ủa, nó to thế nhỉ? Đây là con bé nó rồi. Nhìn nó già thế. Lấy cái vật này. Cái vật. Đưa đây, một. Úi giời, con chó này, nó mừng chưa này. Con chó luôn à. Ủa? Đây. Con. Lấy cả cái ấy ra đi, không à. Tí nữa về xem là. Để tí về hỏi, không biết là cái con cá chê này bình thường có như con ong đốt thì không biết là làm kiểu gì, nó đốt vào đâu? Đốt vào đâu? Dạ. Đốt vào ngón tay à hay là vào đâu? Ủa sao trong này có cái lốt khối à? Đây, trong này có. Ủa. Ủa rồi. To đấy. Có lắm. Ủa sao? Đồ. Ủa sướng nhỉ? To và béo sao lắm. Béo không nhỉ? Nó như này cả. Ủa con này vàng nhất trong xô này luôn đấy. Nó mới bắt tí nữa nó đen kia. Ừ. Này nó thay đổi theo cái môi trường sống của nó ấy. Cái đoạn này là kiểu là cái nước ấy, mới lại cái nói chung là đất nó bị chua. Cho nên là cá nó cũng thích nghi theo cái môi trường. Cá. Chứ bê lên đây đi. Không có tí đổ cái là mất ăn luôn đấy. Cá ừ, con cá con chó này nó cũng muốn vào đây bắt cá hay sao ấy. Được chưa? Vậy được con nữa à? Không mà con này. Ừ. Nửa xô à. Nhiều hơn cả cái hôm trước mình bắt. Ừ, hôm trước ít hơn nhiều. Toàn lươn hôm trước à? Đợt này toàn cá đúng không? Vâng. Đợt này con to. Đợt này vất vả hơn thì được cá to hơn đúng không? Được rồi, được rồi, đây không có. Thế rồi, không có rồi. Đi. Con dao nhá, con dao. Thở, dẫm vào đấy. Thôi đi mua, cũng có thì thôi. Đi bắt trên này. Hiếu với Phương đi về đi. Mấy cái đứa này. Đúng này nhiều tối về đây soi là thấy nhiều ếch nhưng mà không làm gì được vì nước nhiều quá. Đây có cá không ấy? Nhiều cá với lại cá chê. Lưu đây tôi thả một con hơi to to đấy. Chả biết có cá không hay chỉ có lươn thôi. Chắc nhiều lươn lắm cái này. Cái này phải xem ở cái tả ly đấy có lỗ không ấy. Có lỗ. Đấy như cái lỗ kia đào một lỗ là nửa xô. Mua về lấy mua. Ôi dồi hai cái đứa này. Cứ đòi đi cơ. Giờ kêu. Ôi dồi. Hai cái đứa này.
Thế đòi theo đi làm gì? Thấy chưa? Ô, người như thế này chịu rồi. Ý giời. Đây chắc là con gì ấy, có phải con người đâu mà. Đúng không? Okay, lấy cái cuốc, cuốc hành rãnh đã muộn. Xong là tát, không là nước lại chảy quay lại đấy. Nếu mà tát cái húng này mà có nữa thì chắc là được hẳn xô rồi. Trong thế nhỉ? Húng này trong nước. Đầu xuống như này. Ừ. Đây phải tát hẳn qua ngoài này. Ui sâu thế. Chỗ này chắc nhiều cá chê lắm luôn đấy. Chỗ này chắc nhiều cá chê. Nhưng mà lấy cái cuốc về đây cho một cái rãnh ra đây á. Tưởng không có mà vẫn có à? Vẫn có một con ạ. Hai con. Ừ. Lấy cả cái kia với chứ. Cá chê cá gì đấy? Cá sồn. Ăn gì? Lấy cả cái kia với. Ngoài đấy. Úi giời. Giỏi nhỉ. Tôi lấy cả 5 cây rồi. Giỏi nhỉ. Là thôi kết thúc đi, thôi đi về đi. Đi về sớm còn tắm rửa. Mà tắm nó con nhá. Đây, con này tắm đâu mày, này này, con này tắm đâu mày. Đấy. Ú, thế này thì hôm nay được nhiều cá to thế. Một xô luôn. Ui, toàn cá ở trong này, lừa rồi cá. Ui giời. Con đường này to hết nhỉ. Bắt toàn con to thế này nó sướng thật. Con lươn này to ấy. Một buổi chiều thành công. Nửa xô sơn bé. Tối nay có tí tương lai rồi. Tối à? Tối đi. Cái gì? Sao? Nhà ai rồng ngô đẹp thế nhỉ? Rồi,
Ủa, chạy, chạy.